Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra. Hiện nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đang hăng hái thi đua, tích cực lập thành tích bằng nhiều công trình phần việc cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới thành công. Nằm cách trung tâm xã Song Khủa 5 km, điểm trường mầm non Co Súc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ là một trong những điểm trường khó khăn khi những năm trước, điểm trường chưa có khu vui chơi cho các em học sinh. Tháng 8 năm 2022, đoàn xã Song Khủa đã huy động kinh phí, ngày công lao động, tiến hành xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại điểm trường với tổng số tiền trên 30 triệu đồng. Công trình được hoàn thành trước thềm năm học mới đã góp phần giúp các em học sinh phát triển đầy đủ về thể chất lẫn tinh thần. Đoàn xã Song Khủa đã phối hợp với huyện đoàn Vân Hồ lắp đặt cái công trình vui chơi cho các thiếu nhi ở điểm trường bản Co Súc xã Song Khủa. Qua đây thì các cháu đã được có sân chơi cũng như là được tạo điều kiện để vui chơi. Qua đó thì có được thoải mái về tinh thần cũng như là có sức khỏe để đảm bảo cho năm học mới ạ. Bên đoàn thanh niên hỗ trợ sân chơi và nhà trường cho thì là một phụ huynh cũng như tất cả toàn thể phụ huynh cũng rất là vui mừng cho các con em của mình đến trường, đến lớp và được vui chơi. Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, công trình thanh niên con đường bích họa do Đoàn Thanh niên thị trấn phối hợp với chi đoàn tiểu khu 1 huyện Yên Châu thực hiện đã hoàn thành, tạo thêm điểm nhấn độc đáo mang thương hiệu thanh niên của tuổi trẻ huyện. Không quản ngại nắng mưa, chỉ sau hơn một tuần, tuổi trẻ thị trấn đã hoàn thành công trình với tổng chiều dài 22 mét tường, gồm 5 bức bích họa được trang trí đẹp mắt, xoay quanh các chủ đề, chào mừng đại hội đoàn các cấp, công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ môi trường. Tham gia hoạt động này thì em cảm thấy rất là ý nghĩa. Thì qua đó, chúng em được đoàn kết với nhau hơn, hiểu thêm về công tác đoàn. Và từ đó, bọn em hiểu thêm về công việc bảo vệ môi trường. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai được 26 công trình thanh niên cấp huyện, 826 công trình phần việc cấp cơ sở, làm mới và sửa chữa trên 70 km đường giao thông nông thôn, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho trên 3.000 người dân. Có thể thấy, những công trình phần việc của tuổi trẻ Sơn La trong thời gian qua, như những mảng màu tươi sáng trong bức tranh tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, góp phần chào mừng sự kiện chính trị quan trọng. Ban thường vụ đoàn khối đã triển khai đến các tổ chức đoàn, cơ sở trong khối việc triển khai thực hiện các công trình thanh niên. Phần việc thanh niên thông qua chương trình cũng giúp nâng cao được ý thức trách nhiệm của các đồng chí đoàn viên thanh niên trong khối trong việc thực hiện các hoạt động tình nguyện, cũng như là phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong khối đối với các công tác tình nguyện với những hoạt động an sinh xã hội, cũng như là các hoạt động để nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên thanh niên. Những công trình, phần việc được hoàn thành trước thềm Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Sơn La lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp đến toàn xã hội, phát huy tinh thần tự giác, tích cực, sáng tạo của đoàn viên thanh niên, sẵn sàng cống hiến vì cộng đồng.